Cái lực của em mà càng mạnh ấy thì nó phản lực nó càng lớn, cho nên là cái ná đôi khi Thank you.
cho ngón tay. Cần bao nhiêu mảnh, những mảnh nào nhiều? Các bạn thân sư thích gạch. Bây giờ mình chỉ kiểu xoay cái này thôi. Đúng rồi. Mẹ, cái này chậm mấy nghìn nữa. Nhưng mà vấn đề của mình bây giờ nó đang rơi vào cái đường. Đang có một cái nhược điểm của mình đấy. Bây giờ mình làm cái này. Nhưng mà mình quan được đấy rồi. Người này làm cái này người.
Đây là
nhá, không ta chơi rồi nhá. Cái tiki thì cả hai lần nên nó mới rộng. Từ từ tháo ra. Lần được chưa? Được rồi á. Sao không? Hôm nay mày hai lần nó bị rộng chứ phải đi mua ống khác đây. Đừng cắt nhầm đường á, nhầm đường. Cái này đây. Phải rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phải đâu đấy. Lắp vào đi, em lắp vào đi. Được luôn à? Được, biết tông nha. Tiêu là cái kia. Tiêu là cái kia. Tiêu là cái Mm-hmm.